Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng, nơi tổng hợp những tin tức nổi bật diễn ra trên thế giới được dư luận quan tâm. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố mọi cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine là không thể khi nước này tiếp tục tấn công vào dân thường và đe dọa các cơ sở hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Putin đã đề cập đến cuộc xâm nhập gần đây của Ukraine vào vùng biên giới Kursk, cũng như một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát ở Ukraine. Theo ông Putin, các hành động gần đây nhất của Ukraine cho thấy lý do nước này từ chối xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của Nga hoặc lộ trình do các bên trung lập đưa ra. Ông khẳng định, rõ ràng đối phương dựa vào sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây đang nỗ lực cải thiện vị thế đàm phán của mình trong tương lai. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói về đàm phán với những người đang tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân? Tổng thống Putin cho rằng một trong những mục tiêu chính của Ukraine ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng Nga đã liên tục giành được bước tiến trong những tháng gần đây. Ông Putin nói, nhưng kết quả là gì? Tốc độ của các hoạt động tấn công không những không chậm lại, mà ngược lại còn tăng lên. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng, bằng cách tấn công vào vùng Kursk, Ukraine cũng tìm cách làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, nhưng họ lại nhận được kết quả ngược lại. Ông Putin lưu ý rằng có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia quân đội Nga và bảo vệ biên giới. Tổng thống Nga nhấn mạnh mục tiêu chính của Moscow ở giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Ông Putin tuyên bố, đối phương sẽ nhận được phản ứng thích đáng, tất cả các mục tiêu của chúng ta chắc chắn sẽ đạt được. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc, thề sẽ gửi xe tăng Nga tới thủ đô nước Đức để đáp trả bài viết trả thù được một tờ báo Đức đăng tải, làm gia tăng mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Moscow và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong bài đăng trên X, trước đây là Twitter, ông Medvedev cho biết, tờ báo Bild của Đức có hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này đã xuất bản một bài viết trả thù, trong đó tự hào thông báo về sự trở lại của xe tăng Đức trên đất Nga, ám chỉ xe tăng Đức được Ukraine sử dụng để tấn công vào vùng Kursk của Nga. Được biết, trong lịch sử, xe tăng của Đức Quốc xã đã xâm lược Liên Xô trong Thế chiến thứ hai vào năm 1941. Ông Medvedev đanh thép tuyên bố, có thể Đức sẽ run sợ nếu Nga đáp lễ lại hành động vênh váo của họ. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa những chiếc xe tăng mới nhất của Nga đến quảng trường biểu tượng ở Berlin, ngay trước tòa nhà Quốc hội Đức. Chính phủ Đức sau đó đã từ chối bình luận về tuyên bố này của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Là đồng minh của Tổng thống Nga Putin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, những bình luận của ông Medvedev diễn ra trong bối cảnh toàn cầu cực kỳ căng thẳng sau hơn 2 năm rưỡi kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Ông Medvedev thường xuyên gây chú ý với những lời đe dọa từ việc chiếm đóng hoàn toàn Ukraine đến cuộc đối đầu hạt nhân với những nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, các đồng minh NATO, các tổ chức quốc tế và một số quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích Nga, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Moscow. Trong khi đó, Belarus và một số ít quốc gia khác ủng hộ quyết định Nga, coi đó là một nỗ lực chính đáng để giải phóng khu vực. Kazuhi Kotoko, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nhật Bản, đã cảnh báo rằng vị thế đàm phán của Kiev sẽ chỉ càng xấu đi và bất kỳ thỏa thuận nào mà Kiev đạt được với Moscow và phút chót sẽ khiến lời đề nghị hiện tại của Tổng thống Nga Vladimir Putin giống như một giấc mơ ngọt ngào. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA của Nga, nhà ngoại giao kỳ cựu Togo nhận định rằng việc Mỹ và Anh từ chối đàm phán với Nga là một quyết định quan trọng có thể khiến Ukraine tan rã thành 3 phần. Ông Togo nói, trong 3 tháng tới, Nga có khả năng tiến xa nhất có thể, lấy hết mọi thứ có thể và đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa, dù là dưới thời ông Biden hay bà Harris hay dưới thời ông Trump. Khi đó, Ukraine có thể tan rã thành 3 phần. Phần phía đông sẽ thuộc về Nga, phần phía tây thuộc về Tây Âu và ở giữa sẽ là một Ukraine bé nhỏ với Kiev là thủ đô. Vừa qua, Moscow đã úp mở về kẻ giật dây Ukraine tấn công sang Nga, dọa đáp trả mạnh. Dù Mỹ công khai tuyên bố không được Ukraine báo trước về đợt tấn công bất ngờ của Ukraine, Moscow có nhiều phát ngôn cho thấy cuộc đột kích của Ukraine chắc chắn sẽ nhận lại đòn đáp trả mạnh mẽ từ phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, chúng tôi chắc chắn những kẻ lên kế hoạch và triển khai hành vi tội ác này, kể cả những kẻ giật dây từ nước ngoài, sẽ phải chịu trách nhiệm. Quân đội Nga sẽ có đòn đáp trả mạnh mẽ.
Trước đó, chỉ một ngày sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào Kursk ngày 6 tháng 8, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gọi đây là hành động khủng bố và cáo buộc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine, tấn công vào các trường học, bệnh viện, khu dân cư tại Kursk, sát hại nhiều dân thường. Ông Antonov nhấn mạnh, Ukraine không thể bao biện những hành động đó, nằm trong phạm vi quyền phòng vệ chính đáng. Rõ ràng hành động khiêu khích của Ukraine tại Kursk có liên quan mật thiết đến tình hình của quân đội Ukraine tại tiền tuyến. Những tuyên bố công khai của giới chức Mỹ về hành vi khiêu khích của chính quyền Kiev trên lãnh thổ của Nga là thực sự không thể chấp nhận được. Một lần nữa, giới chức Mỹ không hề chỉ trích Ukraine, cũng như không bày tỏ tiếc thương các nạn nhân trong thảm kịch này, ông Antonov chỉ trích. Đại sứ Nga tại Mỹ kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và một lần nữa khẳng định chủ quyền biên giới của Nga là thiêng liêng, không ai có thể chạy thoát khỏi đòn đáp trả của Nga. Ukraine đang chuẩn bị cho đòn đáp trả mạnh của Nga sau khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn, kiểm soát 28 ngôi làng ở vùng biên giới Kursk của Nga. Một nguồn tin quốc phòng cấp cao giấu tên của Ukraine nói với The Times of London rằng Nga sẽ cảm thấy cần phải đưa ra một phản ứng rất cứng rắn, một điều gì đó to lớn để cho thế giới thấy họ có quyền lực toàn năng và những việc như cuộc đột kích Kursk sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Các câu hỏi đang xoay quanh việc Moscow có khả năng phản ứng như thế nào. Theo một số nhà phân tích, Nga có thể sẽ nối lại các cuộc tập kích quy mô lớn ở Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev. Nguồn tin cấp cao Ukraine nói với The Times of London rằng sự trả đũa này sẽ không chỉ là 4 tên lửa. Thay vào đó, Nga có thể bắn hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như phóng máy bay không người lái Shahed vào các mục tiêu ở Ukraine. Chính trị gia Ukraine, ông Mykola Azarov, người từng giữ chức thủ tướng Ukraine dưới thời Tổng thống Yanukovych, đã lưu ý trên kênh Telegram của mình rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk chắc chắn sẽ thất bại. Ông Azarov nhận xét, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và lãnh thổ Nga không có triển vọng. Ông Azarov tin rằng không có gì tốt đẹp đang chờ đợi lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Nga. Trong trường hợp này là ở khu vực Kursk. Theo ông, họ sẽ bị chặn, hoặc sẽ phải rút lui, hoặc đơn giản là họ sẽ bị tiêu diệt. Cựu thủ tướng Ukraine cũng đề cập đến sự hỗ trợ của người Mỹ đối với Kiev trong các cuộc tấn công vào Nga, đồng thời lưu ý rằng bằng cách này, họ đang cố gắng bằng mọi cách có thể để làm suy yếu nước Nga, và nếu có thể là sự chia cắt và hủy diệt của nước này trong tương lai. Ông Azarov nói thêm, để thực hiện kế hoạch của mình, Washington đã tìm thấy một đối tượng tuyệt vời là Ukraine, một quốc gia có sự cuồng tín thực hiện mọi mệnh lệnh, bất chấp hàng trăm nghìn người chết và vô số sự tàn phá. Các binh sĩ Ukraine hứng chịu nhiều loại hỏa lực của Nga, trong đó có bom lượn và đạn pháo, dẫn tới thương vong lớn khi tấn công tỉnh Kursk. Lựu đạn và đạn cối luôn giống nhau, dù bạn tham chiến ở bất kỳ đâu. Ivan, thương binh 43 tuổi, đang điều trị tại tỉnh Sumy ở miền Bắc Ukraine cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 12 tháng 8. Ivan là binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 103 Ukraine, một trong các đơn vị tham gia chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk. Chiến dịch đến nay được coi là thành công quý giá đối với Kiev, giúp họ nâng cao tinh thần chiến đấu sau một năm chật vật phòng thủ trước sức ép ngày càng lớn từ Moscow. Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky ngày 12 tháng 8 thông báo lực lượng Ukraine đang kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga sau một tuần tác chiến. Lời kể của các thương binh Ukraine cho thấy họ luôn đối mặt với hiểm nguy từ hỏa lực áp đảo của Nga. Ivan nói rằng nhiều đồng đội không ngừng đọc kinh trong quá trình di chuyển, trong khi các tân binh gần như tê liệt vì sợ hãi. Đơn vị này hành quân bộ khoảng 10 km mỗi ngày, tiếp quản những công sự được các đơn vị tiên phong chuẩn bị vội vã. Quá trình này diễn ra trong 3 ngày. Ivan kể lại rằng, đến ngày thứ 3, bom lượn Nga đánh trúng vị trí của chúng tôi. Mọi thứ đều cháy rụi, các mảnh thi thể vương vãi khắp nơi. 12 binh sĩ trong đại đội thiệt mạng tại chỗ. Ivan bị thương ở ngực và háng do trúng mảnh văng, sau đó được sơ tán về bệnh viện ở tỉnh Sumy. Cơ quan an ninh của Moscow, FSB, mới đây tuyên bố, đã bắt giữ một binh sĩ Ukraine trong cuộc giao tranh ở vùng Kursk với sự giúp đỡ của người dân địa phương. Tù nhân chiến tranh khai tên là Rustan Potolatsky, 26 tuổi, và nói rằng anh ta là thành viên đang tại ngũ tại lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine. Đơn vị của Potolatsky được một sĩ quan mà anh ta biết dưới biệt danh Styrik hướng dẫn cách hành động trên đất Nga, người được cho là chỉ huy đội mà Potolatsky đang phục vụ. Người chỉ huy đã ra lệnh cụ thể cho chúng tôi, bắn vào chân những người đàn ông và ném họ vào hầm chứa hoặc tầng hầm. Giết họ nếu có vũ trang. Potolatsky nói trong cuộc phỏng vấn với FSB hôm 12 tháng 8, dường như ám chỉ cách anh được cho là phải đối xử như thế nào với thường dân Nga. Anh nói thêm, sau khi chiếm các khu định cư ở biên giới, người Ukraine đã cướp bóc nhà cửa,
Chúng tôi lấy đi mọi thứ lọt vào mắt mình, những thứ có giá trị và dễ mang theo. Binh sĩ 26 tuổi bị bắt nói, mục tiêu của cuộc tấn công của Ukraine vào Nga, như đã giải thích với quân đội Nga, là chiếm được nhiều lãnh thổ, để theo hiệp ước hòa bình mà chúng tôi sẽ có. Chúng tôi có thể đổi đất của các người, lấy đất của chúng tôi. Anh này mô tả cuộc tấn công là hy vọng cuối cùng của Ukraine. Theo phương tiện truyền thông phương Tây, Ukraine đã gửi tới 10.000 quân cho cuộc chiếm đất mạo hiểm của mình, được cho là sử dụng một số quân nhân chiến đấu được trang bị tốt nhất và giàu kinh nghiệm nhất của mình. Potolsky cho biết, trong cuộc xâm nhập, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện qua radio bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan và những gì anh tin là tiếng Pháp. Potolsky cho hay, tôi không hiểu chính xác những gì họ nói, vì tôi không nói được những ngôn ngữ đó, nhưng tôi nghĩ là họ đang trao đổi nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động ở Kursk. Quân đội Nga ngày 12 tháng 8 ước tính rằng Ukraine đã chịu tới 1.610 thương vong trong chiến dịch này và mất 32 xe tăng cùng nhiều vũ khí hạng nặng khác. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh hệ thống pháo phản lực Tornado S bắn cấp tập vào đoàn xe thiết giáp Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sau khi trắc thủ một UAV trinh sát xác nhận vị trí của đoàn xe đối phương, khẩu đội pháo phản lực phóng loạt Tornado S hiện đại đã bắn trúng đoàn xe thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk. Kết quả, 5 xe bọc thép của quân đội Ukraine cùng 20 thành viên kíp xe của đối phương đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội Ukraine tổ chức đột kích vào tỉnh Kursk nằm trong lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày đầu đó, phía Ukraine sử dụng khoảng 1.000 lính bộ binh có xe tăng và xe thiết giáp yểm trợ. Phía Nga sau đó đã phản kích để ngăn quân Ukraine tiến sâu hơn. Họ vẫn đang tiếp tục nỗ lực đẩy lui các đợt xâm nhập của Ukraine. Trong các ngày qua, Nga đã điều thêm nhiều quân nhân và vũ khí khí tài về vùng Kursk để đương đầu với lực lượng Ukraine đột kích. Nhà báo Christopher Miller mới đây cho biết, các binh sĩ Ukraine dự đoán quân nhân Nga sắp chiếm được thị trấn New York ở vùng Donetsk. Điều này có thể xảy ra ngay cả ngày mai. Ông Miller dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho hay hôm 12 tháng 8 về khả năng Nga chiếm thị trấn New York. Khu định cư New York tên cũ là Novgorod nằm trong khu vực Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Năm 2021, thị trấn được chính quyền Ukraine đổi tên thành New York như một phần của chính sách phi Nga hóa. Trong khi đó, cố vấn của người đứng đầu Igor Kimakovsky cho biết trên kênh Soloviev Live TV rằng một nhóm quân Ukraine đã rơi vào vòng vây hoạt động giữa New York và Donetsk. Ông nói, ở hướng Donetsk, chúng tôi đang gây áp lực khá lớn lên kẻ thù vốn đã ở khu vực đông dân nhất và ở phía nam khu vực New York, nơi kẻ thù cố gắng ngăn chặn chúng tôi bằng các cuộc phản công, nhưng không thành công. Trong môi trường hoạt động giữa New York và Donetsk, có một nhóm nhỏ luôn được kiểm soát hỏa lực và giờ họ đang đau đầu về việc đưa nhân sự ra khỏi đó. Một tuần sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk ở phía Tây Nga, giới chuyên gia phương Tây nhận định hai mục tiêu chính của Kiev là thu hút lực lượng Nga khỏi tiền tuyến ở vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, và tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai. Trong lúc lực lượng dự bị và lính nghĩa vụ Nga phòng thủ tại tỉnh Kursk, các đơn vị chủ lực của nước này vẫn tiếp tục tiến công dữ dội ở vùng Donbass, nhiều quan chức quốc phòng Ukraine thừa nhận. Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến miền Đông nói họ vẫn chịu áp lực tấn công từ phía lực lượng Nga. Arotem Zepko, phát ngôn viên của Lữ đoàn Cảnh sát Quốc gia Ukraine ở Chasubya cho biết, các binh sĩ của chúng tôi chưa cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Không quân Nga mỗi ngày ném 10 quả bom vào khu vực này. Jevhens Chokan, chỉ huy trung đội phương tiện bay không người lái thuộc tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 206 Ukraine, ngày 12 tháng 8 cho biết, Nga tiếp tục tiến công gần thành phố Toretsk, tỉnh Donetsk. Chokan nói, tôi không thấy cường độ các đợt tiến công giảm bớt. Đối phương vẫn giữ nguyên cách thức tấn công. Chiến dịch Kursk có thể cần thêm thời gian để thu hút lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 8 thông báo, quân đội nước này kiểm soát khu dân cư Lysnitsy, một số khu vực thuộc thành phố Krasnogorovka và tiếp tục tiến công theo nhiều hướng ở tỉnh Donetsk. Hôm 11 tháng 8, một số kênh Telegram của Nga đưa tin về cuộc xung đột ở Ukraine đã đăng một đoạn video cho thấy một đội quân Nga đang lái xe với tốc độ cao ở một địa điểm không xác định. Một người lính được nhìn thấy đang chỉ vào một chiếc máy bay bốn cánh quạt nhỏ, nhanh chóng tiếp cận chiếc xe từ phía sau. Một thành viên trong lực lượng nói, chết tiệt, nó không thân thiện chút nào đâu. Một người lính khác cầm súng trường tấn công và bắn vào máy bay không người lái. Lúc đó, chỉ còn cách chiếc xe vài mét, bắn trúng nó bằng phát súng đầu tiên, tạo ra những tia lửa bắn tung tóe trong lúc chạng vạng. Một phần của máy bay không người lái bị xé toạc, máy bay lật ngược và rơi xuống đất gây ra một vụ nổ lớn, trong khi những người lính được nghe thấy trao đổi ở phía sau. Một trong những người đàn ông nói rằng hệ thống tác chiến điện tử đã không ngăn chặn được cuộc tấn công của máy bay không người lái.
Sau đó, họ khen ngợi tay súng vì tài bắn súng của anh ta. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và người đồng cấp Thụy Sĩ Ignacio Cassis đã nhất trí hợp tác cùng nhau để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai, trong đó có sự tham gia của Nga. Một tuyên bố chung được công bố trên trang web Bộ Ngoại giao của cả hai nước cho biết. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Italy và Ngoại trưởng Thụy Sĩ cho biết, để đạt được hòa bình, đòi hỏi có sự tham gia và đối thoại giữa tất cả các bên. Tuyên bố nêu rõ, các bộ trưởng nhất trí duy trì liên lạc và hợp tác để tạo ra những điều kiện tốt nhất có thể cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai với sự tham gia của tất cả các bên, bao gồm cả Nga và tất cả các chủ thể toàn cầu có liên quan. Giới chức hai nước nhắc lại các điểm từ hội nghị hòa bình diễn ra vào tháng 6. Trong đó, tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột được kêu gọi thả tất cả tù nhân chiến tranh và đảm bảo an toàn lương thực, an toàn hạt nhân. Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng, việc Ukraine xâm nhập gần đây vào vùng Kursk của Nga là một nỗ lực của Kiev với sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây nhằm củng cố vị thế đàm phán của mình. Vì vậy, Nga sẽ quyết tâm giành thắng lợi ở Kursk nhằm làm bàn đạp khuất phục hoàn toàn Ukraine. Ngày 12 tháng 8, cơ quan an ninh Ukraine SBU thông báo bắt giữ một trong bốn thứ trưởng năng lượng của nước này cùng ba đồng phạm với cáo buộc nhận hối lộ. SBU cho biết thứ trưởng này là người chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị năng lượng quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông bị cáo buộc đã yêu cầu các quan chức ngành khai thác mỏ đưa tiền cho mình nếu muốn chuyển thiết bị từ các mỏ ở vùng tiền tuyến Donetsk phía đông đến một lưu vực than ở phía tây Ukraine. Báo cáo của SBU nêu rõ, những thiết bị đó rất hiếm thuộc về một trong những công ty than nhà nước có trụ sở tại khu vực hoạt động mạnh nhất ở tiền tuyến phía đông Pokrovsk. Mùa xuân năm nay, đại diện ngành đã tiếp cận thứ trưởng năng lượng để xin phép di chuyển thiết bị khỏi vùng chiến sự và sử dụng tại các mỏ ở khu vực phía tây. Tuy nhiên, vị quan chức có nhiệm vụ bảo quản thiết bị khai thác đã yêu cầu trả tiền để dỡ bỏ thiết bị. Theo SBU, những nghi phạm đã bị bắt giữ khi họ chuẩn bị nhận 100.000 đô la Mỹ trong số 500.000 đô la Mỹ hối lộ được yêu cầu. SBU không tiết lộ danh tính của vị quan chức này và các đồng phạm, chỉ đăng ảnh các sĩ quan của họ bắt giữ, những nghi phạm với khuôn mặt được làm mờ. Tuy nhiên, giới chính trị gia đối lập cho biết đó là Thứ trưởng Oleksandr Khelo. Trên kênh Telegram của chính phủ Ukraine, ông Khelo hiện đã bị cách chức. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, ngày 11 tháng 8 chỉ trích Bộ trưởng An ninh Israel Ben-Gvir vì tiếp tục thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu cắt giảm mọi viện trợ và nhiên liệu cho giải Gaza. Ông Borrell cũng chỉ trích những tuyên bố độc ác của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, cáo buộc ông này xúi giục tội ác chiến tranh. Quan chức EU dường như đề cập tới phát ngôn gần đây của Bộ trưởng Smotrich rằng nên cân nhắc biện pháp bỏ đói 2 triệu người ở giải Gaza để giải cứu các con tin ở giải đất. Ông Borrell viết, EU phải đưa lệnh trừng phạt những người này vào chương trình nghị sự. Tôi ủng hộ cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volkertag vì đã lên án những phát ngôn đó. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU đồng thời kêu gọi chính phủ Israel kiên quyết tránh xa những hành vi kích động và tham gia đàm phán một cách thiện chí. Ngày 12 tháng 8, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đấu khẩu với Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, liên quan đến cuộc chiến ở giải Gaza, cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ nước này ngày càng thêm sâu sắc. Cụ thể, sau khi các phương tiện truyền thông Israel dẫn lời ông Gallant rằng mục tiêu của ông Netanyahu cho việc giành chiến thắng hoàn toàn trước phong trào Hồi giáo Hamas là vô nghĩa, văn phòng của ông Netanyahu đã ra tuyên bố chỉ trích ông Gallant. Khi ông Gallant áp dụng quan điểm chống lại Israel, ông ấy đã làm tổn hại đến cơ hội đạt được thỏa thuận về con tin, theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu. Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh, mục tiêu của Israel vẫn là chiến thắng hoàn toàn, loại bỏ Hamas và trả tự do cho con tin. Tuyên bố cho biết thêm, đây là chỉ thị rõ ràng của Thủ tướng Netanyahu và nội các an ninh. Tất cả mọi người, bao gồm ông Gallant, có nghĩa vụ thực hiện chỉ thị này. Theo Reuters, bất đồng trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa ông Netanyahu và ông Gallant từ khi chính phủ Israel nhậm chức vào năm 2022. Ông Gallant đã nhiều lần xung đột với ông Netanyahu và các đảng tôn giáo dân tộc chủ nghĩa trong liên minh cầm quyền. Năm ngoái, ông Netanyahu đã cố gắng sa thải ông Gallant vì vị bộ trưởng này phản đối kế hoạch hạn chế quyền lực của tòa tối cao, nhưng phải đảo ngược quyết định do làn sóng biểu tình rầm rộ của hàng trăm nghìn người Israel. Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk cho biết, ông muốn có một ghế trong chính quyền để giúp kiểm soát chi tiêu của chính phủ nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một ủy ban của chính phủ xem xét những vấn đề này và đảm bảo rằng tiền của người nộp thuế được chi tiêu theo cách tốt. Tôi rất vui được hỗ trợ một ủy ban như vậy. Ông chủ tập đoàn SpaceX và Tesla, tỷ phú Elon Musk,
nói với ông Trump trong một cuộc trò chuyện được phát trực tiếp trên X tối ngày 12 tháng 9 theo giờ Mỹ. Về phần mình, ông Trump cho biết, ông rất vui nếu tỷ phú Musk có thể hỗ trợ, đồng thời nhấn mạnh, ông Musk rất giỏi trong việc cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp của mình. Tỷ phú Musk đã mời phỏng vấn ông Trump vào tối ngày 12 tháng 8. Cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trên nền tảng X. Sự kiện này được cho là có thể giúp ông Trump thu hút thêm sự chú ý cho chiến dịch tái tranh cử. Vài phút trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, đã có hơn 850.000 người truy cập. Cuộc phỏng vấn bị trục trặc kỹ thuật ngay từ đầu, khiến nhiều người dùng gặp khó khi truy cập trực tiếp, mặc dù trước đó, tỷ phú Musk cho biết đã thử nghiệm hệ thống với 8 triệu người xem trực tuyến. Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới nhằm ngăn chặn và tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân. Quan chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ cho biết cuộc tập trận chung mang tên Ulchi Freedom Shield dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 8, bao gồm bài tập mô phỏng trên máy tính nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại mối đe dọa tên lửa, gây nhiễu GPS và tấn công mạng. Hai bên cũng thực hiện nhiều cuộc diễn tập thực địa và bắn đạn thật. Mỹ và Hàn Quốc đặc biệt đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa năng lực và tư thế ngăn chặn, phòng thủ chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun thông tin khoảng 19.000 quân Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận. Ông Lee Sung-jun mô tả lực lượng này đóng vai trò quan trọng, duy trì thế trận phòng thủ vững chắc nhằm bảo vệ Hàn Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Ryan Donald không bình luận về số lượng quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận và không xác nhận ngay lập tức liệu cuộc tập trận có liên quan đến tài sản chiến lược của Mỹ hay không. Trong những tháng gần đây, Mỹ tăng cường triển khai máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm và nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực để huấn luyện. Cuộc tập trận có thể vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Triều Tiên, do quốc gia này xem cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ mang tính xâm lược, lợi dụng sự hợp tác quân sự của đồng minh để thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân cũng như hệ thống tên lửa. Ngày 12 tháng 8, tại công viên Yêu nước ở ngoại ô thủ đô Moscow, gần nhà thờ chính của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Tham dự sự kiện còn có Thượng tướng Viktor Goremykin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Alexander Fomin, cũng là Thứ trưởng Quốc phòng Nga. Trong giai đoạn 1926-1930, một số thanh niên Việt Nam yêu nước được đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu đến Moscow học tập. Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, các đồng chí đã tình nguyện gia nhập Trung đoàn Quốc tế thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Bộ binh cơ giới của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô tham gia trận chiến bảo vệ thủ đô Moscow. Mùa đông năm 1941-1942, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Moscow và cùng quân dân Xô Viết đánh bật phát xít Đức ra khỏi cửa ngõ Moscow. Ba đồng chí là Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo, Lý Thúc Chất đã hy sinh tại mặt trận. Năm 1986, đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã truy tặng huân chương, huy chương cao quý đối với các chiến sĩ này. Cụm tượng được vinh danh tại công viên Yêu nước gồm 3 bức tượng do nhà điêu khắc Alexei Chebanenka sáng tác, được đặt tên các đồng minh chiến sĩ Việt Nam, khắc họa hình ảnh các chiến sĩ Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo, Lý Thúc Chất trong trang phục Hồng quân Liên Xô, chốt giữ tại vị trí phòng thủ bảo vệ Moscow và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tại Pháp, Olympic Paris mang đến thành công lớn trong mùa hè năm nay, làm say đắm thế giới và tái khẳng định niềm tự hào dân tộc của Pháp. Nhưng sau cơn say này, Tổng thống Emmanuel Macron giờ phải trở về với cuộc khủng hoảng chính trị do chính ông tạo ra. Tổng thống Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội chỉ vài tuần trước khi Olympic Paris bắt đầu. Kết quả sau đó là một quốc hội treo. Lựa chọn được một thủ tướng vừa có thể xoa dịu phe trung dung của ông Macron, vừa làm hài lòng phe cánh tả và đảng tập hợp quốc gia cực hữu là điều rất khó khăn. Sau nhiều ngày đàm phán không đi đến đâu, Tổng thống Macron tuyên bố ngừng bắn chính trị trong suốt thời gian diễn ra Olympic Paris, đặt ra thời hạn đến khoảng giữa tháng 8 để lựa chọn thủ tướng mới và để các đảng phái chính trị đàm phán. Vụ phá hoại bí ẩn nhằm vào hệ thống đường sắt và viễn thông xảy ra trước Olympic có phải là điềm báo đáng ngại, nhưng sự kiện vẫn tiếp tục mà không có thêm bất kỳ mối lo ngại nào về an ninh. Trong thời gian diễn ra Olympic Paris, ông Macron ở tại nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống và chỉ có một vài lần hiếm hoi xuất hiện tại Paris. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!